Dạ rồi, em Tuấn Aroa xin kính chào anh em. Hôm nay em giới thiệu cho anh em một cái mẫu âm ly của Musico, của dòng âm ly thuần clutch A, đó là dòng A1. Đây là một dòng thuần clutch A, đây là cái bản A1S. Dòng kỷ niệm, dòng chữ ký của hãng ha. Thì đây là một dòng cao nhất của cái dòng A1. Thì đối với phiên bản A1 thì nó rất là nhiều model, bao gồm mà trơn nè, S nè, X nè. Thì đây con này là con S, dòng cao nhất của hãng Musico. Thì được hãng trang bị một cái mặt bóng inox ha anh em ha. Thì đối với vị thần thông số của chiếc âm ly Musico A1S này thì được hãng sản xuất vào năm 1984 đến năm 1989 anh em ha, trong vòng 5 năm đó. Đây thì em về đồng của con, hiện trạng phải nói là cực đẹp và rất là hiếm, và giữ được cái độ đẹp như vậy rất là ít khi mà gặp được anh em ha. Đây anh em thêm cái phần bên hông này và bên này. Thì cái con Musico A1S này thì con này em về từ đất nước Hàn Quốc ha, Korea. Thì thị trường xuất cho thị trường Korea, điện 200V. Đây là phần thông số của chữ Hàn Quốc này, điện 200V, công suất tiêu thụ điện là 210W ha. Và công suất LED A, thật LED A ra là 20W cộng 2W trên mỗi một kênh. Đây anh em thấy nhìn cái tấm tản nhiệt nè, mướt mượt luôn. Thì đa phần những cái con này nó hay bị chạy trên những cái cạnh này hoặc con đầm mặt trên đấy, nhưng mà cũng có em về hiện trạng với nó là như mới. Những cái con này ít khi nào anh em kiếm được đẹp, nhưng mà thiếu thùng xốp như thế này. Thì đa phần những cái mặt inox này, đây em cũng tận chứng cho anh em xem một con. Đây em vẫn có một con CD đèn của Musico luôn nè. Đó, nó về là nó hay bị ten rỉ móc như nè. Con này CD em mua về hiện trạng là chưa có chạy, em chưa hoạt động luôn. Đây nó đang bị hư ha. Đó, còn cái này mặt bóng là soi gương luôn anh em thấy nè. Đây anh em soi gương được luôn. Đây, Musico A1. Con S và dòng chữ ký ha. Thì đây là cái đế chân riêng nó vẫn còn phía dưới ha. Em để thêm bốn cái đế chân vàng lên nha, nhìn cho nó cao ráo và nhìn anh em nhìn dễ nhìn và nhìn rất là đẹp và sang trọng ha. Và cực bóng nè, cực bóng. À, anh em xem phần tản nhiệt nè. Rất là đẹp luôn. Đây phần phía sau, đây dây nguồn riêng. Đây Musico A1S. Và số series nè, 332. Ha, thì những chiếc này được sản xuất tại Made in Ireland hết. Các đường vào còn vàng ôm. Đây nè. Vàng ghế luôn. Nè. À. Thì em đã trải nghiệm nó rồi. Đối về chất âm nha, về chất âm và tầm giá thì nó hơn hẳn những cái con em đang so với Musico ha. Hơn hẳn so với những cái con 1X và 1 trơn, và hơn cả những cái con kỷ niệm là con 120.2 và con A200 luôn. Thì những cái con đó em bán rất là nhiều rồi. Đây. Và chất âm là cực kỳ mạnh mẽ và uy lực. Nó có tiếng thì anh em như những con kia, tiếng rất là ngọt ngào và cực kỳ là trong trẻo. Và đặc biệt cái con 1S này cho tiếng bass cực mạnh và rất là đầm và rất là sâu ha. Đấy, phù hợp anh em ghép những cái dòng lo cổ châu Âu, những cái dòng lo Anh Quốc đồ đó, mà anh em đang khó ghép thì anh em chơi những con này vô, bảo đảm anh em là tê tái liền. Thì đó, hàng vừa về cặp bến tối qua em có ghép thử, em test thử với cặp BMW 9NT đánh, phải nói là anh em mà nghe là nói chung là giật mình luôn á. Thì những cái con A1 và con A200 và con A1.2 thì em đã bán rất là nhiều rồi, nhưng mà em chưa thấy con nào mà chất âm mà cực hay và rất là uy lực như một chiếc A1S này. Thì đây là những cái bản inox, bản kỷ niệm dòng chữ ký này nè. Đây rất là bóng, rất là khó quay. Đây anh em thấy không, nó soi gương luôn anh em thấy nè, thấy một cái điện thoại nè. Rất là keng mặt mũi, không chày không trụi hết à. Phần tản nhiệt phía trên cũng vậy nè, mướt mượt luôn. Đấy, đây là động tác cho anh em ghép nhiều dòng lo xịn đo, những dòng Ruger, những cái dòng Harbert, những cái dòng BMW cổ ha. Và anh em ghép BMW cột đời mới vẫn ok luôn. Nói chung là nó rất là ấn tượng về chất âm của chiếc A1S này. Đấy, nó xây nhỏ nhắn xinh xắn thôi anh em ha, xây ngang 41. Và phần phía trên này khi nó hoạt động khoảng tầm 20 phút 15 phút là rất là nóng anh em. Con này cực nóng, nó nóng tới 7-80 độ luôn, cực nóng.
Đây này, đây là nguyên cái phần tản nhiệt của nó này. Anh em xem rất là liền lạc, cực đẹp luôn. Và con này là anh em siêu hiếm, vì những cái con này nữa đã hiếm rồi, cực hiếm rồi, mà giữ được cái độ đẹp mặt bóng inox đẹp như thế này thì chỉ có điếm trên đầu ngón tay nè. Đấy, đây là cái gu cho anh em nào biết chơi đầu trâu và những âm ly thần led A. Rồi những chiếc âm ly này nhược điểm của nó là rất là nóng nè, còn lại chất âm là anh em không có bàn gì tới hết. Và mức giá cũng dễ chịu, chơi dễ chơi anh em, 16 triệu cho con Musico A1S siêu đẹp. Và bao anh em zin nguyên bản tuyệt đối 100%. À, dạ rồi, thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test cho anh em. Thì về phần hình thức thì không có điểm gì để chơi nổi anh em ơi. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối và em kết nối chung với cặp BMW 9LT. Thì em có review ngày hôm qua rồi ha. Dạ rồi, em mời anh em nghe một đoạn nhạc. Lầm ha. Trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hãy yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thẳng, vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi ra xăm em bỏ anh. Này trời xanh có thâu có biết trái tim này, còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được tổ bay. Đời đau nhói khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đau không em, khi ta nay đã rời tay. Chi tiết ha. Dạ rồi, em cũng xin kết thúc clip và giá là 16 triệu cho chiếc Camry Musico A1S bản chữ ký ha. Dạ rồi, em xin kính chào nè, chúc anh em ha.
một buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ. Vậy rồi, em xin cảm ơn anh em.